Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào ngày 5 tháng 9 năm 1962, ngày 5 tháng 9 năm 2022 và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào ngày 18 tháng 7 năm 1977, 18 tháng 7 năm 2022. Sáng nay, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng có buổi tiếp Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng, Sao Phân, Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Nguyễn, Nguyễn Phong Quảng thay mặt Đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố gửi lời chúc tình hữu nghị Việt Nam Lào, mối quan hệ hợp tác giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp. Bí thư Thành ủy Nguyễn, Nguyễn Phong Quảng chúc ngày sau phần Hada Huan cùng toàn thể cán bộ nhân viên tổng lãnh sự quán lào tại đà nẵng mạnh khỏe tiếp tục có những đóng góp quan trọng trong việc phát triển vùng đất mối quan hệ việt nam lào cũng như giữa thành phố đà nẵng với các tỉnh nam trung lào ngày càng bền chặt theo mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đặc biệt là các tỉnh Nam Trung Lào và Tổng lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng. Ngài Sofan Hadahuan gửi đến lãnh đạo chính quyền và nhân dân thành phố lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và các kháng được nhiều thành công. Đồng thời bày tỏ tin tưởng thành phố sẽ ngày càng phát triển vững mạnh, chúc mối hướng quan hệ Việt Nam-Lào nói chung và mối hướng quan hệ Đà Nẵng, các tỉnh Nam Trung Lào nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.